Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Manda Hân Nguyễn. Thì hôm nay Manda Hân Nguyễn sẽ mang đến cho mọi người một món canh rất là dễ ăn và đồng thời nó rất là tốt cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ, bởi vì nó có công dụng là giữ nhan sắc rất là tốt ha. Đầu tiên thì mình cần phải có một quả mướp. Thì mình sẽ lựa mướp hương để cho nó thơm ha. Một ít hạt kỷ tử. Thì mình còn nấm thì mọi người có nấm tươi thì mình sử dụng nấm tươi, còn không thì mình sử dụng nấm hương khô hoặc là nấm đông cô khô cũng được nha mọi người. Và mình sẽ cần phải có 2 quả trứng. Bạn nào không thích ăn trứng lắm thì mình cho khoảng 1 quả thôi cũng được. Cái phần trứng thì mình sẽ xào với dầu ăn cho khi trứng chín ha. Còn cái phần mướp thì mình sẽ đun nóng dầu, sau đó mình sẽ cho phần mướp này vào và mình sẽ đảo thật đều tay cho đến khi mướp chín. Rồi mình sẽ cho vào nấm vào đây. Mình tiếp tục mình sẽ nêm thêm 1 muỗng cà phê hạt nêm. Rồi mình sẽ đổ thêm 1 ít nước. Đổ nước cho vừa ăn thôi nha mọi người, đừng có đổ nhiều quá thì nước của mình nó sẽ bị nhạt. Sau khi mà đổ nước rồi mình sẽ tiếp tục mình cho đậu hũ non vào đây. Mình sẽ nấu cho đến khi nước của mình nó sôi lại thì mình sẽ bắt đầu mình cho kỷ tử và cái phần trứng khi nãy lúc đầu mà mình đã chiên vào á mọi người. Và sau đó mình sẽ trộn đều lên, mình sẽ nấu thêm khoảng 2 phút nữa rồi mình sẽ tắt bếp, mình cho thêm hành lá và 1 ít tiêu. Như vậy là đã xong rồi mọi người. Thì món canh này được gọi là món canh dưỡng nhan, mình học được ở cũng ở trên mạng thôi, ở trong một cái chương trình nấu ăn của người Hoa mọi người. Thì cái món ăn này mình ăn thì mình thấy nó rất là thanh đạm, nó ít dầu mỡ và đặc biệt là cái nước canh của mình nó rất là trong và ăn nó rất là dễ chịu, có hậu ngọt ở trong cổ rất là ngon ha. Và đặc biệt đó là nó được chế biến từ những cái loại dược phẩm quý trong nhà bếp như là kỷ tử, như là mướp, trứng và nó sẽ làm một món canh rất là thanh mát, đặc biệt rất là tốt cho chị em phụ nữ mình ha. Chúc mọi người thành công với món canh đơn giản này, mà chắc chắn là thành công rồi bởi vì nó rất là dễ luôn. Những cái bữa nào làm biếng á, thì mình sẽ nấu món này bởi vì nó rất là nhanh mọi người. Mình nấu luôn cả chuẩn bị nguyên liệu luôn thì khoảng 15 tới 20 phút là có ăn rồi. Chúc mọi người thành công ha. Bye bye mọi người.